Hello các bạn, xin chào. Happy Friday. Rồi, vậy là cái này cũng không có vui lắm. Tại vì sáng thức dậy tự nhiên sao thấy nó nhức đầu quá. Mà nó nhức cái kiểu gọi là migraine headache á. Nó nhức một cái bên bên cái đầu này mà sao á. Thường thường mình bị ê ê cái đầu, cái mình uống thuốc Tylenol hay gì, thuốc đau đầu chừng vài 15-20 phút cái nó hết. Trời, cái này nó đau mà nó nhức buốt. Mình phải uống thuốc vô rồi, nhưng mà mình dằn đá lên đầu luôn cho nó đừng có đau á. Sức dầu dán, thuốc dán đủ thứ. Bây giờ thấy tỉnh táo chút đỉnh là đi tìm thức ăn lunch cho thằng con trai mình. Mình mấy nay ăn ăn kiêng nên cứ rau cứ luộc lên rồi trứng chiên rồi linh tinh, rồi tự nhiên con thì nó nói bây giờ nó muốn ăn cũng như đồ ăn dinh dưỡng sức khỏe nào một chút, thì mình cũng không biết mua cái gì nè, nấu cái món gì nữa, cho nên bây giờ mình cứ mua đỡ trước đi, rồi cái đến khi mình ngồi sưu tầm trên YouTube đi, cách nấu ăn nào mà nó vừa ngon miệng mà nó vừa dinh dưỡng cho nó, đặng mình nuôi nó thêm vài năm nữa rồi xong xong bổn phận ông cha. Rồi có việc làm ổn định rồi cái rồi thôi xách gói đi chơi. Hôm nay trời nắng ấm, có vẻ hơi bị pollution, cái là sương khói nhiều quá, sương bụi bụi xe đó. Mình lâu rồi mình cũng không có ghé cái tiệm sandwich Việt Nam này, nó tên gì Thiên Hương hay gì quên mất rồi. Họ có cái một cái chỗ nấu đồ ăn cái kiểu mà thức ăn Việt Nam đó, để mình coi cái món nào mà nó một món xào, món canh gì đó, rồi món thịt kho gì đó mình mua đặng cho nó về nấu nồi cơm coi nó có chịu ăn không. Tự nó đòi ăn thức ăn ngon á, chứ còn mấy bữa trước là nó cứ ăn chỉ có gà rán, cái gì mà có rán là nó chịu à. Lăn bột chiên, tôm cũng lăn bột mà gà cũng lăn bột, rồi khoai tây vậy thôi. Biết thì chắc nó cũng, mình tưởng là nó khoảng chừng 16 17 tuổi là bắt đầu nó đổi cách, chứ ai ngờ nó tới bây giờ nó 19 tuổi nó mới đổi. 19 tuổi rồi, nhanh quá. Tháng tháng tới này sáu tây nó là birthday của thằng nhóc nè, 19 tuổi rồi. Con gái thì mình sẽ thành 21. Ủa, 22 tuổi. Trời đất ơi. Mình có hai đứa con lớn rồi. Đáng lẽ mình có con còn lớn hơn nữa. Nếu như mình lấy vợ khoảng chừng 25 26 tuổi, vợ con mình chắc cũng khoảng 30 ba mấy ạ. À? 35 36 tuổi. Ôi trời ơi chết. Đấy, mình 60, nếu như lấy vợ 25 tuổi, giờ là con 35, 36, 34, 30 trở lên rồi. Trên đường ra cái tiệm mình, tiệm gì vui đang tán với các bạn mà cuối cùng, tại vì mình đang nhức đầu rồi không biết nói gì lảm nhảm. Cái khu mình ở này muốn ra mấy cái chỗ Việt Nam thì cũng gần lắm, 15 phút 30 phút có, để xuống Việt Thao chỗ Lữ Đồ Sài Gòn thì khoảng giá khoảng 20 25 phút. Rồi khi mình lười biếng cứ đi sẹt sẹt mấy cái chỗ gần nhà không à. Cái ráng học YouTube rồi vừa tập nấu ăn cho nó vui, hay nữa là nuôi con cho nó có sức khỏe tốt rồi chút. Nè, bên tay trái mình có ba cái đồ ăn KFC tùm lum la, bên phải mình thì cũng có cái tiệm Việt Nam bán gọi là Kick and Crab, nghĩa là không phải Việt Nam đó mà hình như có người Á Đông nào biết, phải Việt Nam không đó. Anyway, bán gọi là cua mà cái kiểu Louisiana
Giờ không biết còn nữa. Đó, từ cái bị cái Covid nó đóng cửa tới giờ luôn. Lúc trước cũng lâu lâu vô đó ăn. Nhà mình ra đây cái quẹo phải cái tới tới một cái chỗ bán đồ ăn Việt Nam. Có mà quán phở mình ăn cũng trên 30 năm rồi, nhớ. Chủ phở này hình như ngày xưa là từ miền Bắc vượt biên ra là Hồng Kông đó. Phở Kim Long vậy đó. Tới bây giờ như vẫn còn. Hồi xưa mình qua đây tị nạn cũng ngạc nhiên, hồi mình tưởng tượng đa số mấy người ở Việt Nam chạy tị nạn, nhưng mà ngoài Bắc cũng có một số, không có đông nhưng mà có người ta đi từ đó chạy về hướng Hồng Kông tị nạn. Mình cũng có một bạn hai bạn người từ gia vượt biên từ Hà Nội, từ không phải Hà Nội mà nghĩa là từ miền Bắc á, những cái tỉnh ôi trời đợt này Thanh Hương, trời quán này mình gọi. À, mình tạm chào nha. À, vào đây mình thấy không không biết món gì mà mua cho nó ăn nữa, mình mua về sợ nó không ăn. Thấy toàn là thịt kho mỡ đồ gì nhiều quá. À, khổ thiệt. Giờ mình chẳng biết đi đâu nữa. Đi tưng tưng tìm chỗ nào mua. Ôi, đang suy nghĩ nhức đầu không biết mua gì cho nhóc đây. Nhóc ơi là nhóc. Cũng tại mình không mà tại mình chiều chuộng quá rồi cái không có ép nó ăn đồ Việt Nam riết rồi bây giờ nó chê, mà nó muốn ăn thì mình mua thì sợ nó chê nữa. Món gì bây giờ ta? Giờ ra chợ Mỹ dạo mình tăng phải có gì mình mua. Ở đây có cái trạm xe, biết gọi là xe gì ta, gọi là BART, là xe mà chạy nhanh từ đây lên tới San Francisco luôn, mà giờ không biết mở chưa, như mình nhớ nhớ là như mở rồi đó, nghĩa là nó chạy từ đây lên tới Fremont rồi Fremont đi bắc qua đi lên San Francisco, Oakland. Mình nhớ chỉ có một lần mình đi xe bạc là đằng lính cái họ giờ chết. Mình phải đi khám sức khỏe ở một cái trung tâm ở trên Oakland. Cái recruiter là mấy người mà tuyển tuyển lính đó, họ đưa cho mình đi ra xe ở Fremont đón đón xe BART lên đó, xong rồi khám sức khỏe về họ đón ở đây. Cũng đó, đây nè, có cái cầu bắc qua bên cái apartment mới cất chưa có người ở, chắc cũng có thấy có xe đậu rồi, apartment màu mè. Thấy chung quanh đây họ cắt mấy cái kiểu nhà mướn apartment này đông nhiều quá trời luôn. Giờ mình chạy về hướng hướng núi là hướng nhà mình á, trên đây có cái chợ Mỹ, chợ Lucky, thôi vô coi coi biết nó, đi dạo vòng tìm gì mua. Gà, thịt bò, thịt heo, thịt bò xào cải. mình xào dở quá, chưa có đó với làm mình xào mình tự ăn mình nhiều khi cũng thấy không ngon nữa, ngộ chắc phải học cách lại, chắc tại không bỏ bột ngọt hay sao. Không đường không bột ngọt, tí xíu muối. Ăn kiêng lạc lẽo quá cho nên cũng khó. Thì Thiên Long Địa gì ở trên cái đỉnh núi này nè, hôm nào định đi mà cứ lưỡng lự hoài à, tại thấy đi của mình thấy buồn cũng chán. Chắc hôm nào gọi anh Long, anh hàng xóm mà mình gặp. Ảnh là cũng có coi YouTube mình, ảnh gặp mình ảnh chào cái mình cũng nói ủa, ảnh nói ồ à, Cường mà đi nói trên YouTube á, cái nói ồ vậy ha, ảnh tên là Long,
anh ở gần nhà mình, anh rủ qua nhà chơi mà sau cái vụ Covid thì mình cũng không dám qua lại. Hồi nào rủ anh chạy lên đó hai em lên đó chơi. Ảnh hình như cũng có một đứa con trai học xa rồi. Đây là cái chợ mình hay đi ra ngoài này, đi thường xuyên. Hai cái chợ Lucky, một cái bên New Pitas, một cái bên San Jose. Ok, mình chạy vô coi hai cái này. Okidoki. Thật tình mình cũng không biết mua cái gì trong chợ để mà về làm, tại vì mình không biết làm món gì. Đi vô đi một vòng ấy, thấy toàn cũng thịt như mình nói, gà, bò, heo. Và cái món gì đây? Thôi để về học hỏi thêm. Chút đỉnh bây giờ mình đi mua thức ăn ở tiệm ăn cho nó cho rồi, để rồi mai rảnh rỗi thứ thứ bảy đó mình nghiên cứu để mình nấu nó dễ hơn. Mình kiêng ăn biết không, rồi mình nấu mà nó không ăn thì mình bỏ thôi, không có, mình không ăn được. Ok thôi mình đi vòng vòng đây rồi tới nơi đâu rồi hay tới đó, maybe qua chợ Hàn Quốc coi có cái gì. Như mình nói họ đang cất rất nhiều apartment bên đó, mới cất một căn ha. Góc bên đây một cái căn mới nữa chưa dọn vô ở, rồi dài dài tới kia luôn, quá trời luôn, dân số lên càng tăng càng đông. Cuối cùng mình vào trong cái chợ Lucky khác, mình mua juice, nước trái cây, rồi trái dâu tây, rồi mua cánh gà, chắc mình sẽ làm cà ri khoai lang. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình chạy ra chỗ tiệm mẻ đó, mình mua một cái món gọi là quesadilla, là thịt bò, phô mai với lại cái bánh kẹp của mẻ đó, chứ kẹp lại cho nó ăn đỡ với lunch. Chiều nay mình làm cà ri. Không nghĩ ra được cái món gì khác mà mình có thể làm. Mình chỉ sợ là làm xong rồi mình lãnh đủ nguyên cái nồi đó nó không ăn, cái mình là bỏ uổng. Từ đây tối nay nghiên cứu cái những cái món Việt Nam gì mà bí, canh bí hay là cái gì cho nó có chất bổ rồi mát đồ trong người, gà kho gừng ngay nọ đồ. Tự nhiên giờ không có hứng nấu ăn rồi, mình nấu không là mình không có rảnh rỗi, không có khỏe khoắn nấu ăn á. Mình nấu với nấu xong mình ăn là mình chính mình còn chê nữa, phải thoải mái, phải này nọ rồi đó, thì làm nấu ăn mình nó mới ngon. Như mình coi mấy cái show mà người ta nấu ăn, người ta hay nói cooking with love, mình phải có, mình phải bỏ cái tình yêu vô trong cái Việt Nam mình nói là đam mê. Phải biết đam mê nấu ăn, mình chỉ mê ăn thôi chứ mình không có đam mê nấu ăn. Anyway, bây giờ đến về chắc đi bộ khoảng chút xíu thôi cho nó thở không khí sạch, rồi cho nó nhức đầu nó bớt hết rồi. Bây giờ mình ráng đi cho nó ăn lunch rồi mình đi bộ. Khó quá ha. Có nuôi thằng con thôi mà cũng cực nhọc vậy. Tại tự mình thôi à, nó mang tự cái khổ vô mình. Từ hồi nhỏ mình ép nó ăn là bây giờ mình bỏ nó ngang xương sao được, tự nhiên bây giờ nó cũng là người lớn rồi nhưng mà nó không có, chưa chưa có xe, rồi nó cũng chưa có học xong, rồi không có mẹ bên cạnh thì nên không ai nấu cho nó, mình phải lãnh đủ thôi. Ráng mai mốt nó làm tiền, nó có tiền nó nuôi lại cái sân già này.
Nói chứ mình cũng không có cần thiết, mình thích con mình nó độc lập mà nó làm được công việc tốt là mình thấy vui trong lòng rồi. Mình ráng sống một mình cho tới nằm nằm xuống thôi, mình nó không có cần nó tụi nó nuôi đâu. Mình cũng đã hy sinh cái đời trai trẻ nuôi con bây giờ muốn sống vui vài năm vài chục năm nữa. Anyway, hôm nay mình không biết chia sẻ gì vui cái tối ngày lãm nhảm ba chuyện đời mình không ha. Mình chúc các bạn có cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Ok, hôm nay mình gắn cái kem trên trên ngực á, mình đạp xe đạp đi chơi. Mấy hôm trước sửa xong cái xe thì trời mưa rồi lười biếng quá không có lấy xe đi đạp đạp đi. Hôm nay trời nắng đi mua thức ăn xong rồi giờ mình đạp vòng vòng cho nó vui một chút, chưa có đủ sức mà đạp xa đâu, mình đạp gần gần ở đây thôi. Thử cái kem gắn trên ngực cho nó ra làm sao. Chạy xe trong đây á, đường vắng xe mà còn thấy ớn ớn. Kem mình đang xài là cái GoPro có gắn cái gọi là chống gió đó, không biết nó có tốt không. Lên xuống số cho nó nhẹ chút, đang lên dốc. Nhịn ăn tinh bột mấy bữa nay rồi, lúc nãy mới ăn xong cái bánh mì nhỏ thì có tinh bột, nhưng mà mình đạp xe đạp chắc nó cũng không đến nỗi tệ đâu. Cái dốc này nó không có cao lắm nhưng mà sao mình đạp không nổi ta, yếu quá. Từ đây đến cái chỗ mình đứng nhìn xuống thung lũng á, có chừng có nửa mai à, mà cái dốc thì nó không có cao, nó chỉ có trên cuối đồi có mấy con bò. Hôm chủ nhật mình đi bộ thiệt xa, gặp người ta đang lùa bò vô, nó rống quá trời luôn. Mới đầu mình tưởng họ đi lùa vô bán, ngờ họ tập cái gì, tập quăng. Anyway, chạy hơi mệt nên nói chuyện khó thôi, để mình thở rồi mình đạp.
đạp hết nổi vậy ta, hết hơi rồi. Ôi trời ơi, dở quá, thở như trâu. Dẫn bộ lên cái dốc này mới nổi. Ây da, quá dở. Hai cái bắp đùi nó cứng luôn. Thôi từ hôm chứ cuối tuần tới giờ mình đi bộ không à, mà đi bộ trên 2 mai 3 mai 2 mai 3 mai. Phần tưởng mình tạo được năng lực, sáng bị hơi nhức đầu nhưng mà giờ hết rồi, chạy ra mà gió thôi chứ bị nhức đầu lại nữa quá. Thôi để mình cúp một chút nha. Đứng đây ngắm thung lũng thở một chút, rồi chắc đạp xe đạp về đó các bạn, mình sẽ nghỉ ngơi. Cố gắng quá cái đầu nó bị nhức lại cái khổ nữa. À, thung lũng này nhìn thấy có nhiều gọi là smog, gọi là sương với lại khói xe đó, nó thành smog. Mình xoay chung quanh cho các bạn xem cái xe mình đây. Định mua cái yên thay nhưng mà thôi kệ, để từ từ rồi nó banh rồi mua thêm, tôi mua tốn tiền ấy. Hướng về nhà mình nè, cảnh đẹp không, trên đồi có mấy con bò. Bú, không nghe bì. Thôi bây giờ mình đã về nha, chắc mình sẽ fast forward, nghĩa là mình bấm cho nó nhanh lên rồi mình để nhạc vô. Mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.